xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã đến với kênh Cuộc Sống Mỹ ở California Hôm nay muốn chia sẻ với tất cả mọi người ba cách đơn giản nhất mà Duyên dùng để tải nhà không bản quyền cho Youtube từ trên mạng Và nếu mọi người yêu thích kênh cũng như yêu thích video này Thì mọi người nhớ nhấn like, share, đăng ký và để lại bình luận bên dưới để ủng hộ cho kênh nha Bây giờ Duyên sẽ không chần chừ gì nữa mà sẽ cho mọi người xem cách đầu tiên và cách phổ biến nhất mà mọi người thường dùng nha mọi người vào kênh youtube.com hoặc mọi người có thể vào cái thư mục nhấn vào cái, cái thư mục youtube này mở ra kênh youtube của mình ha thì mình sẽ nhấn vào cái hình kênh của mình và đến youtube studio nha mọi người sau khi đến youtube studio thì mọi người sẽ rà chuột xuống cái phần audio library là cái kho nhạc không bản quyền của YouTube nha mọi người nha. Thì ở đây mọi người sẽ thấy rất là nhiều nhạc và nó thường là từ 2 cho đến 3 phút nha mọi người. Rất là nhiều, rất là nhiều và đây chỉ là một trang của nó thôi nó có tổng cộng là 30 trang nha mọi người. 1 đến 30 trang thì mọi người cứ nhấn uh, cái dấu mũi tên này, này thì nó sẽ đưa mọi người đến những trang tiếp theo và nếu mọi người muốn download thì mọi người chỉ cần rà chuột đến cái phần ở phía này thì nó sẽ hiện ra chữ download mình nhấn vào chữ download là nó sẽ download về máy của mình ngay và mình chỉ cần mở máy tính lên phần download là mình sẽ thấy cái bài nhạc này nha mọi người rất là đơn giản đó là cách thông dụng nhất và chắc chắn nhất là nó sẽ không bị dính bản quyền khi mà mọi người um, đăng tải video video lên trên Youtube Bởi vì cái này là được chắc chắn của Youtube rồi nha mọi người rồi Cách thứ hai, Duyên sẽ quay trở về Youtube, kênh Youtube nha Vào tìm kiếm, thì Duyên sẽ gõ uh, NCS, mọi người nhấn Enter nha NCS này có nghĩa là No Copyright Sound Đây là một cái trang để tải nhạc không bản quyền Rất là rất là phổ biến nha mọi người Mọi người thấy là nó có 29,2 triệu người đăng ký kênh này Và nó có 871 video Mọi người nhấn vào cái biểu tượng NCS này ha Vào cái kênh Thì mọi người sẽ thấy rất là nhiều bài nhạc khác nhau Rất là nhiều bài nhạc nha mọi người Thì Duy sẽ nhấn vào một bài thì mọi người khi mà nhấn vào á mọi người sẽ thấy cái bài này nó có 4 phút 38 giây và theo duyên nhận xét nha thì nhạc ở NCS này nó hay hay hơn gấp mấy lần nhạc của YouTube nha mọi người vì cái thư viện của YouTube rất là giới hạn và nhạc của nó cũng không có mới mẻ âm thanh cũng không có quá hay nhưng mà so sánh với NCS thì nhạc của nó rất là hay nha mọi người thì để đăng để tải nhạc của No Copyright Sound về thì mọi người vào cái phần hiển thị thêm này ha, mình sẽ thấy là free download cái chữ free download là mình tải về miễn phí ngay chỗ này nha mọi người. mình chỉ cần nhấn vào cái kênh, vào cái link có hình màu xanh dương, mọi người sẽ thấy chữ download track. mọi người chỉ nhấn vào cái chữ download track chuột trái, thì nó sẽ hiển thị lên là để tải về cái track này thì mọi người phải tạo một cái tài khoản miễn phí để mà tải thì cái tài khoản này hoàn toàn miễn phí nha mọi người mọi người chỉ cần tải à, tạo cái tài khoản thì mọi người có thể à, tải về tất cả các bài nhạc ở trên kênh NCS nha mọi người nha thì nó cũng rất là đơn giản và thêm một cái phần nữa đó là khi mọi người tải nhạc NCS từ YouTube thì mọi người sẽ thấy cái phần là nó đề nghị ngay chỗ này để khi mà when you uh, when when you are using this track we simply ask you ask that you put this in your description là khi mà mình sử dụng cái nhạc này á thì họ yêu cầu mình là để cái phần này cái phần mà mọi người chỉ cần để cái phần này ở phần cái description của mình nha mọi người. Thì khi mà mình chỉ cần highlight cái phần này màu xanh, mình nhấn copy thôi nha mọi người nha thì khi mà mình tải mình dùng cái nhạc này vào cái video nào thì trong phần description của mình á thì mình paste cái 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 đoạn này vào cái uh, cái, cái 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 video youtube của mình là được nha mọi người thì nó cũng rất là đơn giản người ta chỉ uh, cần mà làm như vậy thôi cũng rất là đơn giản không có gì cầu kỳ hết và cái cách thứ ba mà cái cách mà duyên đang sử dụng hàng ngày để uh, đăng những cái video nhạc livestream như mọi người đã thấy là mọi người vào kênh SoundCloud nha mọi người soundcloud.com nhấn enter nếu mọi người đã sử dụng SoundCloud thì mọi người sẽ biết cái trang này nó cũng có cái app ở trên điện thoại nữa nha mọi người thì đây là một cái khi mọi người vào đây thì mọi người sẽ thấy một đám mây màu trắng trên cái nền màu cam nha thì mọi người à, ở đây riêng dùng cái kênh của song Mỹ để riêng đăng nhập vào trong này mọi người có thể dùng cái tài khoản nào cũng được, cái uh, email nào cũng được hết. Thì khi vào đây mọi người nhấn vào search thì mọi người cũng có thể uh, gõ NCS hoặc là mọi người gõ uh, no copyright music là nhạc không bản quyền đó nha mọi người. Đây nhạc no copyright music. Mọi người bấm vào trong đó thì đây là NCS, cái kênh này nó có ở trên YouTube và nó cũng có trên SoundCloud luôn nha. Đây là NCS nè, cái kênh NCS cũng có 1,33 triệu người theo dõi ở trên SoundCloud. Thì ngoài ở trên SoundCloud thì ngoài NCS ra nó có rất là nhiều kênh khác cũng không có bản quyền nha mọi người, nhạc không bản quyền. Đây là No Copyright Music, đây là một cái kênh khác nha. Và thêm nữa, thêm nữa đây là No Copyright Music luôn của Ben Rose Cái kênh này cũng uyên cũng tải nhạc rất là nhiều. Thêm đây nữa một kênh no copyright music nữa này. Rất là nhiều kênh. Đây là no copyright music deluxe nha mọi người. Đây cũng một một cái kênh khác. Đây là arwv no copyright music. Rất là nhiều mọi người có thể tìm kiếm và cái cách để à, tải nhạc từ sao cloud về để tải nhạc từ sao cloud thì mọi người trên đây phần dấu cộng mọi người mở ra một thêm một trang mới dùm duyên nha thì ở đây mọi người sẽ gõ s cloud downloader net s cloud downloader net nha mọi người mọi người nhấn enter thì nó sẽ hiện ra cái trang này thì sau đó mọi người quay lại cái trang sao cloud ví dụ như mọi người muốn tải bài này nha tải bài này thì đây có chữ share là chia sẻ mọi người nhấn vào chuột trái vào chữ share sau đó nó sẽ hiện ra một cái link như vậy cái link này nếu như mà nó không có highlight màu xanh dương thì mọi người chỉ cần nhấp chuột trái vào là nó sẽ highlight như vậy sau đó mọi người nhấp chuột phải bấm chữ copy dùm ghi nha rồi mọi người vào kênh s cloud downloader thì mọi người sẽ dán cái link đó vào trong đây nhấp chuột phải dán paste là dán vào trong cái này mọi người nhấn chữ download là tải xuống nha mọi người thì sau khi nhấn chữ download nó sẽ hiện lên là download track mọi người nhấn vào chữ download track dùm duyên thì đây là cái phần cái tên của bài hát đó mừng có thể uh, kiểm tra xem là mình download đúng cái bài đó hay không đây là cái tên ở đây nha mọi người thì mình nhấn chữ download track thì nó sẽ download xuống đây là mình đã download thành công rồi đó mọi người rất là đơn giản thì sau khi download thành công rồi mình nhấc nhấn nhấp vào cái phần chữ uh, S Cloud downloader ở phía trên này để quay về trang ban đầu nha mọi người. Nhấp chuột trái thì nó sẽ quay về trang ban đầu để mình có thể tải thêm nhiều bài khác. Quay lại trang sau Cloud, mọi người nhấp chuột trái hai lần ở phía ngoài này thì nó sẽ thoát ra khỏi cái phần uh, nhạc lúc nãy nha. Mình sẽ làm thêm một lần nữa cho mọi người xem nha. Bây giờ mọi người muốn bài này, thì mọi người nhấn chữ share nó hiện ra cái link mọi người nhớ là phải highlight cái link nha nhấp chuột phải, nhấn copy rồi mọi người qua cái trang phía bên đây mọi người nhấp chuột phải mọi người dán vào paste rồi mình nhấn download nha mọi người rồi à, đây là cái bài nhạc này cái bài này nó khác bài lúc nãy, mình có thể kiểm tra đi coi nếu mà mình có tải lộn bài hay không, đây là cái tên nha mọi người nhấn download track là cái bài nhạc nó đã đang download về là đã hoàn thành rồi đó mọi người nếu mà trong trường hợp cũng có rất là nhiều trường hợp nhưng thấy là khi mình nhấn download track là nó không tải về nha mọi người thì mọi người có thể dùng cái chữ download manually mình nhấn vào download manually thì nó sẽ qua cái màn hình đen như thế này và ngay cái số ba cái cái ba chấm này mọi người nhấp chuột trái vào nó sẽ hiện cái chữ download thì mình nhấn cái chữ download nó sẽ download nha mọi người. Thì đây là cái cách thứ hai nếu như mà cái cách thứ nhất không à, không không có, có làm được, không work thì mình nhấn cái mũi tên nó sẽ quay lại vì nói một lần nữa ha Thì nếu như mọi người nhấn chữ download track mà nó không tải về Thì mọi người nhấn chữ download manually Nó sẽ ra cái trang màu đen Mọi người nhắm, nhắm vào Nhấn vào cái ba chấm Và mọi người nhấn chữ download thì nó sẽ tải về cho mọi người ha Khi mà mình thấy nó, nó chạy xuống cái phần màn hình ở phía dưới này Có nghĩa là nó đã download thành công rồi đó mọi người và đây là cái uh, nhạc không bản quyền nha rất là nhiều sự lựa chọn và nhạc ở trên đây cũng rất là hay luôn rất là rất là hay và rất là mới nha mọi người. khi Diên sẽ giới thiệu cho mọi người xem thử cái NCS ở trên này. NCS ở trên SoundCloud mọi người có thể nhấn vào chữ Popular Tracks là những cái bài nhạc mà phổ biến, mà hay nhất mình nhiều người nghe nhất đó, là mình có thể nhấn vào đây để mọi người tìm những bài nhạc hay nhất mình không phải tìm đâu xa xôi nhấn vào chữ popular tracks nha mọi người nó ra rất là nhiều bài rất là nhiều bài hay và nó cũng thông thường từ 3 đến 4 phút nha mọi người và chất lượng âm thanh rất là tốt luôn vì nhiều bài ở trên SoundCloud á, là người ta thường là remix và người ta tự load, upload lên thì chất lượng âm thanh không tốt lắm nha mọi người Nhưng những cái trang uy tín như thế này thì mọi người có thể um, yên tâm là chất lượng âm thanh rất là tốt ok đó là ba cách mà uh, duyên uh, tải nhạc không bản quyền ở trên mạng để dùng cho youtube thì chúc mọi người uh, tải nhạc thành công nghe được những bài nhạc hay và uh, nếu mọi người yêu thích video này nhớ cho duyên một like share đăng ký và để lại bình luận bên dưới nha cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn mọi người ở video tiếp theo thank you bye bye